Chiều nay, Ban Thường vụ quận ủy Hải Châu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận về công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện kết luận số 60 của Ban Thường vụ Thành ủy và 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội lần thứ 6 Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đánh giá, các chủ trương nhiệm vụ tại kết luận 60 của Ban Thường vụ Thành ủy và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6 được cả hệ thống chính trị quận Hải Châu và nhân dân đồng thuận trong triển khai thực hiện. Quận ủy đã ban hành các kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực. Qua đó, Ủy ban Nhân dân quận xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát tình hình thực tiễn của quận, tổ chức ra soát đánh giá định kỳ nhằm triển khai tốt nhất các chủ trương kế hoạch đề ra. Ủy ban Nhân dân quận được Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo thống nhất nhiều chủ trương, đề xuất của Ủy ban Nhân dân quận trong quá trình triển khai thực hiện, tạo tiền đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của quận trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Thời gian đến, quận tiếp tục tập trung triển khai các nội dung nghị quyết của Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai các nội dung chuyên đề để thực hiện kết luận số 60 lồng ghép vào các nội dung vào trong các chương trình công tác năm, các kế hoạch triển khai thực hiện của Ủy ban Nhân dân quận trên các lĩnh vực.